Xin chào tất cả quý vị và các bạn đã đến với kênh tin tức showbiz. Chúc quý vị và các bạn sẽ có những phút giây thư giãn thật vui vẻ cùng với chúng tôi. Và đừng quên nhấn vào nút đăng ký bên dưới và chuông thông báo để được xem những tin tức mới nhất mỗi ngày quý vị nhé. Và bây giờ xin mời quý vị khán giả chúng ta cùng đến với những tin tức nổi bật nhất trong ngày. Rò rỉ lịch thi Miss Universe 2020, Hoa hậu Khánh Vân gấp rút chuẩn bị sang Mỹ. Mới đây, nhiều fanpage sắc đẹp lan truyền cuộc thi Hoa hậu Hoàn Vũ 2020 sẽ được tổ chức tại Miami, Mỹ từ đầu tháng 2, 2021, với số lượng thí sinh thấp kỷ lục khi chưa đến 50 đại diện xác nhận tham gia. Theo đó, lịch trình chi tiết Miss Universe diễn ra từ ngày 2 tháng 2 đến ngày 14 tháng 2. Đại diện các nước sẽ có mặt tại nơi tổ chức cuộc thi vào ngày 2 tháng 2 để tham gia các hoạt động bên lề và vòng phỏng vấn kín. Bán kết và chung kết lần lượt diễn ra vào ngày 11 tháng 2 và 14 tháng 2. Trong bối cảnh dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, trước đó Hoa hậu Hoàn Vũ Việt Nam cũng đã nhận được thông báo từ tổ chức Miss Universe rằng để đảm bảo sức khỏe cho các thí sinh, cuộc thi lần thứ 69 sẽ được tổ chức vào quý 1 năm 2021 tại Mỹ. Nếu thông tin trên được xác nhận, Khánh Vân và ekip của mình sẽ phải vất vả chạy nước rút cho công tác chuẩn bị để chuỗi series Road to Miss Universe vẫn chưa hoàn tất. Cuộc thi tìm kiếm trang phục dân tộc vẫn còn đợi kết quả, đặc biệt là việc trang bị tiếng Anh cho Khánh Vân khiến fan khá lo lắng. Tính đến thời điểm hiện tại, đương kim Hoa hậu Hoàn Vũ Khánh Vân vẫn còn gần 2 tháng để chuẩn bị cho hành trình tỏa sáng tại đấu trường sắp tới. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm và theo dõi video. Hãy nhấn vào nút đăng ký bên dưới để theo dõi những video mới nhất được cập nhật mỗi ngày quý vị nhé.